lên con tay cho quay vlog cho mời tại tiệm xe khách lắp ráp là xong nha. Thời gian lắp ráp nửa tiếng nha ha. Honda vlog 110 đây, quần bộ nha. Nhà con tắt máy xe tơ 150 ha. Anh em nào muốn lên con tay làm nồi làm máy nên đăng địa trước, đăng địa sau, phải qua tiệm xe Khánh nha. Tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10 nha. Anh có bán lắp cho anh em luôn ha. Nhà con nữa coi, nhà tắt máy nè, nhà con tắt máy như xe tơ 150 nha. Tết đi hết. Anh em ở xa mua hàng thì liên hệ Khánh nha. Số điện thoại Khánh 038-9910-535. Ship hàng Trung Quốc cho anh em ha.